sáng ngày 11 tháng 5, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự ông Nguyễn Văn Lẫm, 58 tuổi, ngụ số 138 đường Nguyễn Danh Đới, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, và bà Phạm Thị Quyết, 53 tuổi, vợ ông Lẫm, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản diễn ra tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình. Phiên tòa do Tòa án Nhân dân cấp cao xét xử. Tại phiên tòa này, Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ, sinh năm 1971, trú tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, và Bùi Mạnh Tiến, tức Tiến Trắng, sinh năm 1995, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, con nuôi Đường Nhuệ, được triệu tập đến phiên tòa với vai trò người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Tuy được triệu tập tới tòa với tư cách nhân chứng, song do đang là bị can trong vụ án khác nên Đường Nhuệ và Tiến Trắng được đưa đến tòa bằng xe chuyên dụng của công an. Khoảng gần 100 cán bộ, chiến sĩ công an được huy động để đảm bảo an ninh trật tự tại phiên tòa. Đúng 7 giờ 15 phút xe chở Nguyễn Xuân Đường, Đường Nhuệ đi vào cổng Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình. 7 giờ 45 phút, từ xe chuyên chở phạm nhân, Đường Nhuệ, lực lượng hỗ trợ tư pháp công an tỉnh Thái Bình dẫn theo đường hầm lên tầng 2, không tham dự trực tiếp phiên tòa tại phòng số 1 mà tham dự tòa tại một phòng riêng, qua màn hình trực tuyến. Theo cáo trạng số 03/2018 của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình, năm 2013 và năm 2016, ông Nguyễn Văn Lẫm và bà Phạm Thị Quyết vay số tiền 900 triệu đồng của ông Đỗ Văn Tới bằng hợp đồng thế chấp tài sản là chiếc xe ô tô Camry, biển kiểm soát 17K9966, cam kết không thế chấp, không bán cho, tặng bất kỳ tổ chức, cá nhân nào nếu không được sự thỏa thuận của ông Tới trong thời gian vay số tiền trên. Ngày 12 tháng 4 năm 2017, khi chưa trả nợ số tiền trên cho ông Tới, vợ chồng ông bà Lẫm, Quyết đem chiếc xe đã thế chấp vay tiền của ông Tới bán cho ông Phạm Công Tự mà không được sự đồng ý của ông Tới, nhưng vẫn nói dối ông Tới là chưa bán xe, đồng thời, gian rối, nại ra lý do ông Nguyễn Xuân Đường, tức, sinh năm 1971, ở phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, chiếm đoạt công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Quyết làm mất giấy biên nhận trả tiền cho ông Tới để chiếm đoạt số tiền 900 triệu đồng. Do đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình truy tố vợ chồng ông Lẫm, bà Quyết tội danh trên. Tháng 6 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên vợ chồng ông Lẫm, bà Quyết phạm tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản, phạt ông Lẫm 14 năm tù giam, bà Quyết 13 năm tù giam. Ngay tại phiên tòa và từ đó đến nay, vợ chồng ông Lẫm, bà Quyết và gia đình liên tục có đơn kêu oan, gửi đến các cơ quan chức năng, như báo Người Lao Động đã đưa tin. Vào ngày 29 tháng 4, Tòa án Nhân dân cấp cao vừa có quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang bảo lãnh để chờ xét xử phúc thẩm vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẫm, sinh năm 1962, và Phạm Thị Quyết, sinh năm 1967. Thường trú tại tổ 4, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.